I love you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trưa, à chiều, tối à, mình sẽ chơi skin Tống Kiệt. Trời ơi, Kiệt lặc mấy má ơi. Anh Kiệt bị cụt tay, không có móng tay, chơi trong 82. Tập đánh gió, bởi vì mình cũng không comment Jack lắm. Với lại thường thường á, là Jack các bạn thấy là cái hướng gió nằm ở bên tay trái, cho nên là mình phải chơi, thường thường mình sẽ thuận tay phải hơn ấy. Khi mà mình canh gió thì mình sẽ bị lệch hơn một xíu, cho nên là mình cũng phải cẩn thận về cái vấn đề này ha. Ở đây thì mình cũng có thấy ví dụ như Joseph cũng cầm kiếm bằng tay trái chẳng hạn. Đó. Trời ơi, không có bóng tay. Không có bóng tay cho nên là thường thường tâm lý của mình đứng sát giờ rồi hẳn đánh mọi người ơi. Này, khi mình đứng đây chắc chắn sẽ có một đứa nó đứng ở đây này. Ai vậy? À đây. Ai vậy quý vị? À tiên tri. Thôi chết. Ngu quá. Quả đấy phải đứng sát tường đánh với chúng. Trời ơi. Trời ơi quá sai rồi. Vì sao đâu ra đây? Hay quá. Ôi, đúng là Tống Kiệt mà. Chính vì không có móng tay cho nên là các bạn cảm thấy cái hitbox của nó hơi bị ngắn. Tưởng để đi nhanh hơn mọi người cứ đi trên gió nha. Đó, đi lên trên gió, một là tốc độ nhanh, thứ hai là nếu mà có skill tàng hình thì nó sẽ rút ngắn được thời gian rất là nhiều. Và khi mà mình chơi Jack ấy, thì tàng hình cộng thêm cắm mắt sẽ rất là khó chịu. Ok ạ. À? Ở đây cứ tạm thời mình vẫn chưa có một cái gì gọi là nguy hiểm. Chết đi. Rồi chị gây xa chị xử mỹ nhân dùm em. Em về em cam tiên tri. Rồi có skill tàng hình rồi. Trời ơi. Trời ơi cưng làm gì tui. Nếu mà chơi Jack mà căn được gió chuẩn ấy thì đúng là sợ thật. Ở đây mọi người thấy không? Rồi ai làm gì mắc cái gì rồi. Rồi búp cú. Có ai đánh gì mà búp cú. Thôi xong. Con cú có 8 giây thôi quý vị. Rồi tiêu đời bạn trẻ nhảy qua đúng rồi đó. Nhảy dậy là chiến thắng rồi đó. Chúng ta xem có ai cứu không. Ngày trước cứ tưởng cha này cái kiếm để đánh sơ đồ cơ nhưng mà không phải. Nó nhìn cảm giác nó cũng giống cái phụ kiện ấy nhỉ. Đeo lên nhìn cũng sang dễ sợ luôn. Mà skin này mà không có phụ kiện thì nhìn đúng là phí. Cái thanh kiếm chả khác gì cái phụ kiện. Hay quá bạn ơi. Trời ơi, cứu giết người. Không cho con nhỏ làm lại luôn á. Rồi, mình có tiền rồi, mình sẽ đi mua thuốc. Tống Kiệt. Skin này làm ra để cho người ta dòm thôi chứ mình có được dòm đâu. Mỗi lần trong suốt cái là chả biết đâu ở đâu luôn. Ngày hôm nay là ngày thứ 7 nha mọi người. Những cái ngày cuối tuần thì mọi người chăm chỉ đi 3 rank thường và 3 rank 5 năm. Để chúng ta có thể sở hữu được 2 cầu, đúng không? Nè em lại đây. Hay quá nhở. Ủa không ai cứu mỹ nhân luôn à. Vậy thôi mình sẽ đi đuổi ma thuật sư. Mình đang tích được khoảng 9 à. Nếu như ngày hôm nay mà ổn á, đi hai loại rank thì mình sẽ lên là 11 cầu. Vậy nếu mà tính là trung bình thì mình sẽ chỉ còn khoảng là 29 cầu nữa. Trời ơi. Cả tháng á, nhé. Cả tháng ấy. Và sau đó là mình sẽ livestream đập cầu nha mọi người, phá cái bằng luôn. Đủ tiền mua thuốc rồi nè. Mua thuốc tăng trọng. Chết đi.
AI bên kia. Hình như có AI AFK ở bển á. Một là AFK, còn hai là sửa máy bằng robot. Nó cứ nổ hoài luôn á. Nó cứ nổ hoài đấy. Phá luôn này. Dùng sư. Đấm nó. Trời ơi, cái hitbox gì vậy? Trời ơi, cái hitbox của chị gây xa kìa, nhìn ẻ luôn á. Thôi đi về ca mà thực sự. Ở đây thì tụi mình chơi hai đứa là mang hết mắt luôn, thắp sáng một cái khu vực miền Đông Nam Bộ luôn. Trời ơi, nè. Về đây, đứa nào đi cứu ở đâu lại đây. Ghê vậy. Thấy được kìa ba. Thiệt, tàng hình ở mắt không soi được luôn á. Trời ơi, tiền đạo kìa ba. Ngon mày vô đây. Mấy bữa nay mình cũng không biết là mình nên chơi hân về kiểu chơi hân về 82 hoặc chơi hân nào nữa cơ. Bao giờ mới có thêm cái cập nhật cho Rimwick vô, cho Joseph, Undead vô đúng không? Thì lúc đó là nó ở một cái đẳng cấp khác. Rồi hết bóng chưa? Ừ đúng rồi đó, vậy là chiến thắng rồi đó. Ê nó không sợ luôn kìa. Rồi đây. Nè. Đầu tiên là mở ra cái bộ trang phục này thực sự ra thì cũng rất là vui. Nhưng mà Jack thì có nhiều skin rồi. Mình thì kiểu mình thích sưu tập những cái bộ skin mà nhân vật nào mình không có ấy. Như đợt này thì thích Balloon mà hiện tại mở cầu ra thì nó cứ xanh lè. Không biết là cái giá của cái graffiti hoặc là cái avatar như thế nào, nhưng mà sao mở ra toàn được 6 đá mấy ngày nay luôn. Hiện tại thì còn 30 cầu nữa sẽ được một cái bộ skina, nhưng mà không hiểu sao cứ mở toàn avatar 6 đá. Thực sự nhìn nó cũng rất là hụt hẫng cho mọi người. Trời ơi. Chơi chị ơi chị. Ôi trời ơi, chị xả sticker với em. Đâu rồi? Tới nè. Cưng có biết thế nào tàng hình không? Rồi xong. Wow, tiền đạo của. Ủa ai heal cho nó mà nhanh dữ vậy? Ai heal cho nó ấy? Nè má. Hôm nay mình sẽ cho bạn biết thế nào lễ hội. Ôi ơi. Nó có sợ đâu. Được không? Nó hết tự trị thương rồi. U là trời. Cái lễ độ của người ta là quá xưa, của tôi là lễ hội. Để có gì tối nay mình sẽ chơi thêm chị Bảy. Wow, chơi chị Bảy tuần lộc, rồi sẽ đăng một clip vào thời gian sớm nhất ha. Dạo này là cũng khá là bận đó mọi người. Mà cũng đang đề xuất là cho đi học online trở lại, cũng không biết sao. Bữa nay cái chỗ mình là cấp 2 đồ, người ta hay gọi là sao đỏ đấy. Trời ơi, đi học đúng áp lực luôn. Sẽ có trường của mình thì có 4-5 cái cổng, thì 4-5 cổng nữa sẽ phân chia ra khoảng đâu là mỗi cổng là 3-4 đứa. Đó, đeo một cái băng rôn ở ngay tay đó. Và bắt đầu là đứa nào đi dép lào hoặc là đi dép bình thường không có quai ha, hoặc là không đi giày ha, là tới số mấy đứa rồi đó. Trời ơi, sợ xỉu. Tưởng tượng như là đang chạy xe vô rất là tự nhiên, nhưng mà thấy tụi nó mình cảm giác mình cũng rất là ngại ấy. Trời ơi. 6 đôi mà 6 con mắt nhìn cái bàn chân của mình. Mình cũng kiểu mất tự do chứ đúng không mọi người. Nhưng mà
luật quy định làm ra thì mình phải làm thôi, nhưng mà cảm giác nó cứ bị làm sao ấy, ngại ngại kiểu quái gì. Nó ai cứu bé không? Mình full tiền rồi đó, giờ điểm nó cũng chẳng lên nữa, tối đa hết rồi mọi người, để chứng tỏ là trận đấu này mình được 24.000 điểm. Ngày xưa thì mình cũng có xé sổ số đỏ của một mẹ mới lớp 6 mà bắt nháo lên chấm mình ăn hàng ăn đồ thì mà may sao hồi đó tôi cũng quậy thiệt, xé cái cuốn sổ mà nó nháp thôi, chứ nếu như mà xé cuốn sổ thiệt chắc là bị kỷ luật chết luôn á. Trời hên làm sao ấy trời. Trời ơi, đúng là cái memory không thể quên mà. Ngày xưa cấp 2 đồ còn bị lao động quét sân, quét phòng các thứ. Nhưng mà lên cấp 3 rồi thì họ kiểu nhà trường on the next level. Ủa, AFK on the next level thì kiểu họ, nhà trường thuê người lao công tới dọn. Chứ ngày xưa mà ví dụ như ở chọc cờ hay là làm gì mà chót chót bét bét đi nha, là mệt trong người ấy, là phải quét sân, quét đồ đó. Còn nhiều cái hình phạt, ví dụ như xếp hạng chót toàn trường chẳng hạn thì sẽ phải đóng tiền cho cái lớp nhất đó. Đưa ra những cái mà để phấn đấu. Ô là trời, nghĩ sao mà đến cái giai đoạn mà gọi là sinh hoạt chủ nhiệm ấy. Áo chà, ái chà, bị chửi te tua luôn. Ok à, rồi chị nằm đi má. Đâu, chủ té đâu, mới chạy ở đây đây. Mình chưa biết cái hầm ở đâu nữa. Cái thời mình học lớp 1 ở ngoài quê là đứa nào mà chót á, là sẽ cầm cái chổi mà chổi cùn cùn xệ xệ mà nó ngắn chút xíu à. Ở đây rồi. Quét một cái khu vực, trời ơi. Nhưng mà năm lớp 4 là mình chuyển vào Nam sống thì cảm giác đỡ rất là nhiều. Trời ơi. Ủa? Bà này bà ấy bất lực luôn rồi. Em mốt. Khổ thân. Bất lực luôn. Biết không chạy được, đằng nào cũng thua. Cho em xin dừng cuộc chơi. Ok, dừng được rồi đó. Tại vì là cũng không biết nghĩ ra chuyện gì để kể cho mọi người nghe nữa. Mỗi lần kể là phải suy nghĩ xem nên kể gì. Mà không kể là cảm giác cái clip nó nhạt đúng không? Wow. Ô, nó không hiện hình. Ôi đẹp thế nhở. Gian xảo tối đa rồi, 24.000 điểm chắc luôn. Ok, vậy là mình kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video ngày hôm sau. Và chúc các bạn có một buổi tối thật là vui nha. Bye bye cả nhà.